Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Tân Phát và Hồng Định. Dạo gần đây thời tiết của Bình Định mưa khá là lớn, nhưng mà các anh công nhân vẫn làm việc và vẫn miệt mài xây dựng dự án ESO Residence Quy Nhơn. Hồng Định và Tân Phát ra ngoài công trình dự án ESO Residence Quy Nhơn để cập nhật tiến độ xây dựng đến các quý anh chị. Thì mặc dù là trời đang mưa, nhưng mà Tân Phát cũng như Hồng Định vẫn ra đây để cập nhật tiến độ dự án cho quý anh chị ha. Thì hiện tại dự án ESO Residence Quy Nhơn đã xây đến tầng 11 rồi nha. Và phía sau lưng Tân Phát đó là một căn shop house đang lên và bắt đầu làm đó quý anh chị ạ. Quý anh chị thấy không ạ? Đó là cái cầu thang đang hoạt động. Đó, và mấy anh chị công nhân đang xây dựng căn shop house này quý anh chị ạ. Đó, khá là miệt mài buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ? Đó, thì đây là cái dãy shop house đôi này quý anh chị nha. Phần móng thì đã hoàn thiện hết rồi. Và xa xa kia có những chiếc máy múc cũng đang miệt mài làm việc buổi sáng ngày hôm nay đấy quý anh chị. Mặc dù là ở Bình Định hôm nay là trời mưa. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Trời khá là âm u, sáng nay có mưa nhẹ nhẹ. Nhưng những anh chị công nhân, những anh chị giám sát ở công trình này vẫn cố gắng miệt mài và làm công việc ở đây để kịp bàn giao đúng theo cái tiến độ như cam kết của chủ đầu tư ạ. Tòa sơ tơ 1 ESO Residence Quy Nhơn đã xây tới tầng thứ 11 và tầng thứ 6 đã được vào gạch tường rồi ạ các anh chị. Theo cái tiến độ xây dựng hiện tại thì ESO Residence Quy Nhơn đúng theo tiến độ cam kết với khách hàng và dự kiến vào tháng 12 năm 2023 sẽ cất nắp dự án và qua tới quý 4 năm 2024 sẽ bàn giao những căn hộ đầu tiên đến tay khách hàng. Rồi, Tân Phát và Hồng Định vừa cập nhật tiến độ xây dựng dự án ESO Residence Quy Nhơn đến với các anh chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị cũng như tất cả các bạn đã quan tâm video của Tân Phát và Hồng Định. Quý anh chị quan tâm tới dự án ESO Residence Quy Nhơn hãy liên hệ với Tân Phát và Hồng Định để được tư vấn và lên hồ sơ nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.